Bây giờ hôm nay chúng ta vừa học vừa làm, và tôi xin đề nghị quý vị nếu tốt nhất là có một cây viết chì ở trước mặt và một tờ giấy trắng. Tôi xin phép hướng dẫn quý vị một cách rất là cầm tay chỉ việc, vì đây là một cái bài học rất là quan trọng. Nó tựa giống như là một cái bản lề của một cái phòng vậy đó. Nếu cái cửa phòng mà nó bị hư rồi cái bản lề nó gãy lên gãy xuống á, thì á, rất là khó chịu cho chủ nhà và cũng rất là khó chịu cho người khách. Thế nên thì mong rằng sẽ có một cái bài học ý nghĩa với tôi tớ của Chúa và mọi người hôm nay. Thì quý vị vui lòng chuẩn bị một tờ giấy trắng, một cái viết chì hoặc là cái viết mực cũng được, để chúng ta có thể chuẩn bị. Lạy Chúa của chúng con xin Chúa sức dầu mới trên con và các đầy tớ của Chúa. Chúng con có lòng khiêm nhường, nhất là trong tinh thần của thương khó và phục sinh. Chúng con cần sự sức dầu của Chúa để có thể học những bài học tốt cho chính đời sống mình. Con cúi đầu cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng con trong mọi điều. Và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thế thì tôi không biết là một sư Toàn ở Hà Nội hay là mấy người ở bên Đức Hải Phòng có biết cái ngành mà bán bảo hiểm không ạ? Bán bảo hiểm đó. Thế thì người ta trình bày thế nào đó để mà nhìn ra vấn đề là bảo hiểm có lợi, và có những điều người ta nói nó dường như là nó thái quá một chút, rồi có khi á, người ta đã bị mất đi cái chất lượng của bảo hiểm. Và có những người mua bảo hiểm rồi thì cảm thấy là không đúng như cái lời của những người ban đầu nói. Chúng ta đây là những con cái của Chúa thì chúng ta không phải là người đi bán bảo hiểm, nhưng mà chúng ta là người trình bày một cái lời chứng cá nhân. Nó tựa như lời giới thiệu một cái món quà thật mình đã nhận được từ nơi Chúa. Nó thể hiện trên nét mặt, nó thể hiện trong đời sống, nó thể hiện có ngày, tháng, năm, nó thể hiện nó có một cái gì đó cụ thể mà rờ động được, giống như mình cầm một cái món quà sinh nhật ở trong đời sống của mình vậy. Nên trong cái hình của chúng ta ở tại đây thì chúng ta thấy đó là có một cái lời chứng cá nhân ở ngay cái chỗ này. Đó là ở trên thì cây thập tự, ở dưới là cái nhà thờ. Rồi trong cái nhà thờ này có một cái nửa màu đen là con người cũ chúng ta trước khi tin Chúa. Và có cái màu trắng này là con người chúng ta sau khi tin Chúa, nhận được sự sống ra đời. Và cái bài lời chứng cá nhân này đó là nó có là cái gạch nối ở giữa, ở giữa và ngày, tháng, năm. Từ đó chúng ta thấy một điều rằng chúng ta làm việc ở trong sự ban cho của Chúa, và Chúa hướng dẫn chúng ta làm thế nào để mà có thể trình bày phúc âm đơn giản, dễ hiểu, và người nghe có thể thấy được rằng đây họ đang nghe một câu chuyện thật và họ chảy nước miếng, họ thèm để mà có thể nhận được một cái giá trị cho đời sống của chính mình. Quý vị nghe có rõ không ạ? Nghe rõ ràng lắm mục sư ạ. Vâng. Thế thì mời chúng ta mở ra bài học của chúng ta, trang số 35. Và kế tiếp là chúng ta mở luôn trong trang số 38 là những nguyên tắc trong việc sử dụng lời chứng cá nhân. Trang 38. Những nguyên tắc trong việc sử dụng lời chứng cá nhân. Có chưa ạ? Bang 38. Đó thì cái hình vừa rồi mục sư Toàn có thấy đó, và chúng tôi trình bày hình một nửa màu đen, một nửa màu trắng đấy. Thì Kinh Thánh có nói về những cái gương mẫu về lời chứng cá nhân, ví dụ như người Gê-ra-xê bị quỷ ám trong sách Luca đoạn 8, đặc biệt là nhấn mạnh câu thứ 35 cho chúng ta biết là ông ta nói một cách rất là mạnh mẽ về cái việc á, tôi không cần biết phải lý luận cái gì hết tất cả, nhưng mà tôi chỉ cần nói cho quý ông một điều mà tôi rõ ràng trước mặt các ông đây, và các ông cũng thấy những gì về cuộc đời của tôi đây. Trong Thánh Kinh thì chép trong câu thứ 35 là như thế này, đó là trong sách Luca đoạn 8 câu thứ 35. Tôi đọc chậm chậm rồi quý tôi tới của Chúa cùng nghe nha. Luca đoạn 8 câu thứ 35 như sau.
dân chúng kéo ra xem. Khi đến gần Đức Chúa Giêsu, họ thấy người mà quỷ vừa xuất ra đang ngồi dưới chân Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo thì sợ hãi. Có lẽ ba mẹ của Nam Quốc Trung á sẽ là cái người trả lời cho chúng ta nếu chúng ta được phỏng vấn bà mẹ về đời sống của Nam Quốc Trung trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa. Mà Nam Quốc Trung là một người rất là thân quen với cộng đồng miền Bắc của chúng ta. Điều á, chúng ta sẽ lấy cái biết mà chúng ta gặp dưới cái chỗ này đó là thấy. Thấy cái người bị quỷ ám đó trước đây và bây giờ thì thấy con người chỉnh tề quần áo, tâm trí tỉnh táo. Cái điều mà chúng ta đang có ngày hôm nay đó là một cái tâm trí sáng láng, một cái trang diện bên trong bên ngoài rất là chỉnh tề, và chúng ta thể hiện cái nét mặt của chúng ta là con cái của Chúa có sự sống đời đời. Điều thứ hai, một cái sự xung đột về vấn đề văn hóa đã được cách biệt, đó là Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm chứng cho người đàn bà Samari mà chúng ta được Kinh Thánh ghi chép lại trong sách Giăng đoạn thứ 4 về người đàn bà Samari. Thế thì trong Giăng đoạn 4 câu thứ 28 thì chúng ta được nghe lời của Chúa nói như sau: người thiếu phụ để vò nước trở lại, đi vào trong thành và nói với mọi người ra đây mà xem. Đi trở vào trong thành, nói với mọi người ra đây mà xem. Rồi từ đó Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người thiếu nữ kia đã làm chứng rằng Ngài đã nói đúng y mọi điều bà đã làm xưa nay. Vì vậy những người Samari đến yêu cầu ở lại với họ, nên Ngài ở lại đó 2 ngày. Người tin Chúa Giêsu càng đông thêm khi nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy. Thưa tất cả các anh chị em, vì vậy cái lời chứng cá nhân nó cực kỳ là quan trọng. Nhưng đôi lúc chúng ta trở nên một giáo sĩ, một người giảng đạo trong một cái giáo đường hoành tráng ở Mỹ hay ở Đức, chứ không phải là một người chia sẻ phúc âm với một thân hữu chưa biết gì về Tin Lành. Từ đó chúng ta đã bị mất thân hữu rất là nhiều. Chúng ta trình bày nó rất là mạch lạc, nhưng mà nó lại phù hợp với là một cái giáo đường, với một cái cộng đồng người tin Chúa lâu rồi. Trong khi đó chúng ta không ngờ rằng cái người đang nghe chúng ta đó là một thân hữu, đằng sau lưng họ biết bao những sự kiện cáo ngăn trở của ma quỷ, và trước mặt chúng ta đó họ cần phải nghe cái điều gì dễ hiểu, gần gũi, có tình trải và có sự sức dầu của Đức Thánh Linh trong cái lời chứng của chúng ta. Chúng ta amen không ạ? Thế thì thế thì cái lời chứng chúng ta gặp dưới cái chữ này, nếu quý vị gặp trên máy không được thì viết tay. Lời chứng là cách thức hiệu quả và rất có tác động, rất có quyền năng để mà chuyển từ giai đoạn đầu của phần mở đầu xong các câu hỏi chẩn đoán. Giai đoạn đầu xong các câu hỏi chẩn đoán. Tôi đã nói với quý vị về 3 cái phương thức để chúng ta có thể mở đầu trong chiến đạo sâu rộng mà người Hải Phòng, rồi thầy Đồng, rồi một các tôi tớ của Chúa, chị Tuyết ở đều đã biết. Thứ nhất đó là chúng ta chứng đạo trong nếp sống hàng ngày, trong bài 2 mà mình đã gặp nhau trao đổi rất là nhiều. Thứ nhì, rất rất là tuyệt vời chúng ta sử dụng cái bảng thăm dò tín ngưỡng, bảng thăm dò tín ngưỡng mà tôi có giới thiệu quý vị, làm mẫu cho quý vị coi trong giờ học trước. Cái thứ ba đó là chúng ta mở đầu một cái cuộc đàm thoại bằng cách đó là chúng ta đến nhà của một thân hữu. Sau khi mà họ đi dự lễ ở nhà thờ rồi họ chưa tin Chúa, thì chúng ta trở lại thăm họ, phúc đáp hữu nghị. Thì mình phải có một cái nhìn trân trọng những cái gì ở trong nhà của họ, để mình tìm ra một cái lạc điểm, một cái khởi đầu để mình nói chuyện. Thứ nhì, mình đặt những cái câu hỏi trong cuộc sống để tạo nên một cái cầu dẫn mình với họ trong mối quan hệ. Thứ ba là chúng ta là yên lặng và nghe những cái câu trả lời của họ. Thứ tư là chúng ta có một cái lời khen chân thành, và từ đó chúng ta khen một cách rất là
chỉnh chu chứ không phải khen đểu, không phải khen cái cách mà giống như là đẩy đưa. Và rồi chúng ta có được phép hỏi bạn thuộc về tôn giáo nào, chúng tôi cũng ghi nhận công khó về bạn trong việc tìm đạo và theo đạo. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái lời cảm ơn của chúng ta đối với cái việc đó là họ đã đến nhà thờ, họ đã đến một đám cưới, họ đã đến một đám tang của người tin lành. Và từ đó chúng ta sẽ sử dụng cái lời chứng của chúng ta để làm cái cây cầu để đi vô trong cái cuộc đối thoại nói chuyện này. Từ đó thì trong bài học cho chúng ta biết đó là mục đích có cái hai loại lời chứng trong chứng đạo sâu rộng của chúng ta. Thứ nhất là lời chứng của hội thánh. Hội thánh là cái cộng đồng mình sinh hoạt đó, chứ không phải là cái building không. Lời chứng của hội thánh. Rồi thứ nhì đó là cái lời chứng cá nhân. Mục sư Phước khác mục sư Toàn khác cô lại khác thầy Đồng khác cô Tuyết, mỗi người mỗi cái khác. Nhưng chúng ta có thể cho biết một điều rằng, xin chúng ta viết vào trong cái bài học của chúng ta đó, đó là lời chứng của hội thánh, mục đích để chứng tỏ rằng nhiệm vụ của hội thánh là rao truyền sự sống đời đời. Chúng ta viết cái chữ rao truyền vào đó. Mục đích của lời chứng là để mà rao truyền về sự sống đời đời. Trang 38 của quý vị đó, rao truyền sự sống đời đời. Thế thì chúng ta thấy có một điều rằng ở trong cái lời chứng của hội thánh đó, thì chúng ta luôn luôn á chú ý đến cái cảm tình của họ khi mà họ đã đến với nhà thờ mình một lần. Vì vậy một trong những điều thiếu sót của chúng ta là chúng ta đã không có quan tâm đủ đối với những người đến với Chúa. Rồi sau đó có khi chúng ta lại không có một cái thiện cảm cần có khi họ trở về. Họ không tin Chúa, tự nhiên chúng ta rất là lạnh nhạt. Tôi không biết ngoài Bắc thì sao, nhưng mà một vài nơi trong này thì tôi thấy như vậy, ào ào đi về thôi. Nhưng riêng chứng đạo sâu rộng dạy chúng ta cần phải quan tâm đến những người đó để mình có dịp trở lại thăm phúc đáp với chính họ. Vì vậy thăm họ để là gì? Mình có sử dụng một cái lời chứng của hội thánh. Ở trong bài học cho chúng ta là sau đây là ví dụ về một cách để mình nói ra về lời chứng của hội thánh. Đó. Thế thì chúng tôi cảm ơn anh chị đã đến với hội thánh, đã đến với lễ cưới cơ đốc, đến với một cái lễ tang trong cái kỳ vừa qua. Và xin phép nói một đôi điều về hội thánh mà chúng tôi đang sinh hoạt. Đó. Rồi á, hội thánh chúng tôi đó là cho con người biết được về mốt Đức Chúa Trời. Ngài cho con người hưởng được sự sống, một niềm vui, một lâu dài, một sự sung mãn. Nhưng mà chúng tôi cũng nhìn nhận rằng có một hàng triệu người vẫn thường xuyên nhóm lại với hội thánh. Họ vẫn biết được kinh thánh, nhưng mà vì một lý do nào đó họ đã không lưu ý lắng nghe để hội thánh Chúa giải thích cho họ biết cách nào về họ biết chắc mình có sự sống đời đời để được lên thiên đàng. Và tôi đồng ý với các anh chị, ví dụ trong lúc chúng ta nói chuyện như vậy, họ ngắt ngang, họ nói anh Toàn, tôi biết anh nói là điều nhân hư chứ đạo bất hư, nhưng mà ở trong hội thánh Tin Lành tôi thấy cũng có vài người tôi quen á, họ đâu có khác gì chúng tôi đâu, họ cũng là người chủ cho vay lấy lãi, tôi là con nợ của họ đây, họ cũng bia bọt như bao nhiêu người khác, cũng trong gia đình họ cũng rối rắm dữ lắm, đâu có gì khác chúng tôi đâu. Cho nên vì vậy á, xin chuyển hệ, đạo ai nấy giữ, việc ai nấy biết, nên tôi có đạo rồi, xin anh Phước, xin anh Toàn nói về cái khác cho chúng tôi nghe thì được. Lúc bấy giờ thì nếu như một người không có từng trải á, thì chúng ta sẽ rất là bối rối. Cái cách của chúng ta mà tôi đã gặp rất nhiều lần về việc này, đó là chúng ta khôn ngoan bằng cách là nhìn vào mặt của họ trong sự chân thành. Thưa anh chị nói rất là đúng về có những người giả hình trong hội thánh, những người sống không đúng với cái lẽ công bình tự nhiên. Và không phải một người, có thể đây đó còn nhiều người hơn nữa, đây là điều đúng. Nhưng xin thưa với anh chị rằng mục đích của hội thánh là giúp đỡ cho những con người đến với hội thánh đó, nhận được cái phước hạnh và sự thay đổi. Nhưng mà vì cớ, chúng ta nhấn mạnh cái chỗ này, vì cớ có nhiều lý do khiến họ không chú ý,
họ không có lắng nghe hội thánh giúp đỡ giải thích cho họ hiểu điều đó, cho nên họ có tên trong nhà thờ mà có lẽ họ chưa nhận được cái phước hạnh sự sống đời đời. Nhưng riêng tôi là toàn đây, tôi đã có cái điều đó, tôi cảm nhận được cái điều đó, và từ đó chúng ta chuyển từ lời chứng của hội thánh sang cái lời chứng cá nhân. Nên chúng ta sẽ nói tiếp lời chứng của hội thánh, đó là nói về chúng ta trách nhiệm, đó là rao truyền về sự sống đời đời. Chủ đề của lời chứng cá nhân của chúng ta đó là sự sống đời đời. Chúng ta viết vào đó cuối trang thứ 38 á, đó chủ đề của hội thánh của lời chứng cá nhân là sự sống đời đời. Chúng ta trình bày, sau khi trình bày cái phần hội thánh chúng ta thì chúng ta rất là dễ dàng và tự nhiên để chia sẻ lời chứng về hội thánh, rồi mình chuyển từ lời chứng của hội thánh sang lời chứng cá nhân càng dễ dàng và tự nhiên như vậy. Câu hỏi được đặt ra là lúc nào chúng ta sẽ dùng lời chứng của hội thánh và lúc nào mình sẽ sử dụng lời chứng của cá nhân. Lời chứng hội thánh đó là với những người đã biết sinh hoạt của hội thánh, đã đến với hội thánh Chúa một đôi lần nào đó, đã từng thấy hội thánh một số các sinh hoạt nào đó, vân vân, để chúng ta làm ghi gạch nối mà làm quen với chính họ. Còn lời chứng cá nhân là sau khi những người mà đã nghe lời chứng hội thánh, chúng ta chuyển cái cầu qua lời chứng cá nhân. Có những người không đến với hội thánh, chưa biết về tin lành, họ ở đâu một cái vùng đất xa xôi, vùng sâu vùng xa nào đó, chưa biết gì về tin lành, thì mình á không cần phải sử dụng lời chứng của hội thánh, mà mình sử dụng cái lời chứng cá nhân, đó là tôi sinh ra và lớn lên tại đâu, rồi cái hoàn cảnh như thế nào, rồi mình nói tiếp. Và đặc biệt là xin Chúa cho chúng ta hiểu được bốn chữ mở ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 16. Đây là một phân đoạn kinh thánh mà tôi rất là thích, tôi tâm đắc. Và bao giờ mà mình yếu đuối, mình nguội lạnh và không còn muốn chứng đạo trong tuần nữa đó, thì mở phân đoạn kinh thánh này ra, quỳ gối xuống cầu nguyện rồi đọc trở lại và nhấn mạnh bốn cái chữ mở, thì mình sẽ bắt đầu nóng nảy trở lại và muốn đi làm chứng về Chúa cho người khác. Thế nên buổi chiều hôm qua là ngày Chủ nhật, tôi đi ra bến xe miền Tây để lấy cái xe, tôi để ở ngoài đó. Thì cái người mà đi xe mà Honda ôm mà chở tôi đi đó, thì tôi nói chuyện, anh đó tên là anh Đức, tôi làm chứng cho anh rồi kêu gọi anh. Thì anh có hứa là tối ngày 16 tháng 4 này á, anh sẽ trở lại để mà nghe tiếp về vấn đề phúc âm, vì có một số điều anh đang tìm hiểu. Trước khi anh chia tay với tôi thì tôi nói với anh một điều rằng, điều tôi nói với anh là một cái từng trải thật trong cuộc đời của tôi, khi tôi là một người tín hữu tin lành, nhận được cái sự sống đời đời, và tôi mong muốn anh có dịp trở lại đó, và tôi lưu được cái số điện thoại để có dịp nhắc và mời. Và bắt đầu từ hôm nay thì tôi ghi trong danh sách cầu nguyện cho tôi là cầu nguyện cho anh Đức, người lái xe Motorrad, để có thể Chúa mở cái lòng của anh ta, Chúa làm cho anh ta nhớ lại cái điều gì. Và khi anh ta đến nhà thờ, có thể anh ta tin Chúa, rất mừng. Nếu anh ta chưa tin Chúa thì tôi sẽ sử dụng cái lời chứng về hội thánh để tiếp tục mà quan tâm đến anh ta. Trong bài học đầu tiên và bài thứ nhì, tôi có chia sẻ với quý vị 5 chữ C. Mà nếu quý vị chưa nhớ thì bây giờ mình cầm cái viết lên và chúng ta nhắc lại 5 chữ C đó đối với nguồn thân hữu của chúng ta. Và tất cả những cái nguồn này chúng ta sẽ sử dụng lời chứng hội thánh và lời chứng cá nhân đối với các thân hữu này. Khi chúng ta đã lập một danh sách 10 thân hữu để mình cầu nguyện, 10 người, trong đó là bạn bè, trong đó là mối quan hệ thân tộc, trong đó là đồng nghiệp, đồng hương, đồng lao, đồng khói, cái gì mà đồng đó là những người đó thì chúng ta ghi vô, rồi hàng xóm, và cuối cùng là người mới quen. Chúng ta có được 10 người, chúng ta ghi vào đó. Trong 10 người đó rồi chúng ta mới bắt đầu thực hiện vitamin 5C, uống thuốc bổ 5C. Thứ nhất là mình cầu nguyện dốc lòng, xin Chúa Ngài mở cho chúng ta những cái cánh cửa
để chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho họ, là cầu nguyện. Thứ nhì, đó là chúng ta sẽ cảm tình. Chúng ta theo dõi cái mối quan hệ mình với họ, nhờ quan hôn, tang tế, điều kiện gì đó, chúng ta có thể tiếp cận với họ, cảm tình với họ, để họ biết rằng mình với họ biết nhau. Thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta cầu nguyện là có thể là mời họ đi một cái kỳ trại hè với trung niên, có thể là mình mời họ đi dự một chương trình truyền giảng trong dịp Noel, Phục Sinh hay là Thương Khó, hay là một việc nào đó. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ coi dịp nào gần đây nhất, quý vị có thể trả lời coi dịp nào gần đây nhất để chúng ta có thể mời họ đi dự Giáng sinh. Alo. Rồi, biết rồi, thì tới xe không? Vâng, lấy xe. Anh Diễn gọi. Thế thì chúng ta thấy một điều rằng chúng ta có một cái nguồn chuẩn bị trong các kỳ truyền giảng hay là trong mối quan hệ cá nhân. Thứ tư là chúng ta sẽ chia sẻ phúc âm. Và tôi luôn luôn năn nỉ, và một sư toàn có dỗ ngọt tôi, có nhét nước mật vào lỗ tai của tôi, một sư toàn nói thế này: xin một sư giúp đỡ cho anh em cái cách nào để anh em có thể thuộc, có thể nắm vững được cái cách trình bày phúc âm mà chúng ta gọi là cái cách làm chứng gọi là truyền thống, và cái cách làm chứng bài bản. Cách làm chứng truyền thống là chúng ta nói tự do, chúng ta banh mũi banh miệng họ ra rồi mình cố ép cho ta nghe về tin lành. Còn cách làm chứng về vấn đề bài bản đây á, là chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải chuẩn bị một cái dàn bài phúc âm, trình bày một cách rất là mạch lạc, không có bị người ta dắt mình đi. Và mở đầu là gì? Ta viết điều này cho các con, hầu cho con có biết mình có sự sống đời đời. Và lời kết của chúng ta đó là Kinh Thánh chép: Quả thật ta nói cùng con, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Và có mở đề, có kết luận: chúng ta nhường cho Đức Thánh Linh giữ chân thân hữu, mở lòng thân hữu. Thứ tư là chuẩn bị, thứ tư là chia sẻ phúc âm, và thứ năm là chúng ta chăm sóc. Quay trở lại công vụ các sứ đồ thì cho chúng ta bốn chia mở. Thứ nhất là mở một cái địa chỉ, một cái địa phương để chúng ta đến đó đi làm chứng, gần nhà, xa nhà thế nào. Kinh Thánh chép là Đức Chúa Trời định rằng chúng ta sẽ giảng tin lành ở tại đó, tức là mở một cái địa điểm, địa chỉ. Thứ nhì đó là mở miệng. Kinh Thánh chép đó là các tôi tớ của Chúa đi ra bờ sông, rồi á, ngay cái thời điểm họ ngồi lại để họ cầu nguyện đó, thì các tôi tớ của Chúa mở miệng ra để mà giảng cho họ nghe. Kinh Thánh nói rất là rõ về cái chữ mở chỗ này. Và có thể đây là một bài giảng mà quý vị ghi chép lại rồi sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn thứ 16, Kinh Thánh chép ra trong câu thứ 14 đó, đó là: chúng tôi nói chuyện với những người phụ nữ đến họp. Một bản dịch khác đây là: chúng tôi giảng cho những người phụ nữ đang ngồi. Một phân đoạn Kinh Thánh khác thì nói đó là: chúng tôi chia sẻ phúc âm cho những người đang ngồi bên bờ sông. Câu 14 cho chúng ta biết đó là những người mà được Chúa kêu gọi đó phải là những người được trang bị để sẵn sàng để chia sẻ phúc âm, để nói về phúc âm, mở miệng. Điều mà tôi thấy rất rõ trong cuộc đời của tôi, của nhà tôi, của nhiều anh em hiện nay là chúng ta được cứu, mà rồi dường như nó có một cái gì nó đóng băng lại, nó giữ chúng ta trong một cái niềm vui trong nhà thờ. Vui rồi nhảy múa rồi ca hát rồi họp bạn rồi này nọ vân vân. Nhưng cái thì giờ để mà chúng ta trang bị một cái nếp sống hàng ngày để chúng ta đi ra mà mở miệng ra để chia sẻ phúc âm cho người khác đó, có nhưng mà rất là ít. Vì vậy môn học này nó giúp đỡ cho chúng ta đó là biết cách để mà mở miệng chia sẻ phúc âm. Một sư Tôn Thất Bình, ông cho tôi biết sau cái biến cố 75 thì ông đến Hồng Kông được bổ nhiệm để hầu vị Chúa một hội thánh người Hoa mà nói tiếng Anh. Suốt một thời gian dài như vậy, trong năm 80-81 thì ông Tổng Thư ký Á Châu đến hỏi thăm ông là:
Mục sư Bình, trong năm vừa qua có bao nhiêu người tin Chúa? Ông đưa tay lên, ông nói zero. Ở đây á, họ không có chịu để ý, họ không hiệp tác, họ không có gì hết, và bao nhiêu việc có một mình tôi làm ấy, tôi buồn quá. Ông thư ký hội thánh á, có ý nói rằng đó là hay là mục sư tính chọn một hội thánh khác để mà đi. Nhưng cảm ơn Chúa, qua năm sau thì có một người chấp sự đã học về cái linh vụ chứng đạo sâu rộng này, đã chia sẻ với ông. Một người chấp sự bình thường thôi mà dám chia sẻ với một vị mục sư quản nhiệm, theo văn hóa Việt Nam chúng ta là vô phép lắm ạ. Nhưng không, trong năm đó đã bắt đầu học chứng đạo sâu rộng, bắt đầu đi ra thực hành. Và cảm ơn Chúa, trong năm 1981 thì có tất cả là 40 người, 40 người cầu nguyện tin nhận Chúa. Trước đây thì là hội thánh của Chúa, mỗi tín đồ thì ngồi một băng ghế. Nhưng mà bây giờ đây á, thì Chúa cho đó là mỗi băng ghế như vậy có đến 3 hay là 4 người đang ở trong một cái băng ghế như vậy. Hội thánh của Chúa phát triển và rất là vui mừng để mà thấy được cái việc của Chúa làm ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Nên từ đó chứng đạo sâu rộng nó dạy cho chúng ta biết mở miệng ra, mở miệng ra để mà chia sẻ phúc âm. Chúng ta gặp dưới ở trong công vụ các sứ đồ đoạn thứ 16, ở trong phân đoạn kinh thánh này có cho chúng ta biết về vấn đề cái trách nhiệm của chúng ta trong vấn đề có một cái lời chứng cá nhân, là phải nói được cái điều gì mà Chúa làm cho chúng ta. Thứ nhất là mở đất, thứ nhì là mở miệng, và thứ ba đó là mở lòng. Mở lòng. Trong câu thứ 14 phần B thì nó là Chúa mở lòng người. Mở lòng, mở cái trái tim của người nghe đó. Đây là một việc làm của Đức Thánh Linh. Thưa với tất cả quý anh em yêu quý của tôi khắp thế gian, chúng ta không làm gì nổi cả đối với vấn đề 100 triệu người này. Nhưng mà Chúa làm. Và khi chúng ta nhớ lại coi, chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa đó, ai có thể mà ép chúng ta được? Không một thế lực nào, không có súng đạn nào mà ép chúng ta tin Chúa được đâu. Nhưng mà Đức Thánh Linh cảm động những con người hung tợn, ngang nghịch, những con người gọi là tội, tôi là đầu á, như tôi và quý vị đó. Ôi cái đầu tóc tôi đây là hồi đó mà ba tôi hồi chưa tin Chúa mà đi xe bói thì nói tôi là cái tướng cướp á. Tóc á thì là sừng sững, lưng á thì hơi gù, mắt á thì lông mày rậm, cho nên là con ông á lớn không làm tướng cướp ấy, thì cũng làm kẻ giết người thôi. Nên thì hồi đó trong tuổi còn nhỏ thì ba tôi rất là sợ hãi và rất là mặc cảm vì có một đứa con mình đặt tên là Phước mà sao ông thầy bói ông sẽ nói những cái lời mà nó nguy hiểm như vậy. Thật, tôi lớn lên ở trong một cái giai đoạn khủng hoảng và xung đột rất là nhiều. Nhưng cảm ơn Chúa thì Ngài thương xót cho tôi có cơ hội được biết về Chúa và tin nhận Chúa. Thì Chúa đã mở lòng tôi qua một cái lời chứng của một chị tên là chị Nguyễn Thị Chung ở tại quận 4. Hiện nay chị đang làm ở phòng sách Cơ Đốc giáo dục và tôi đã tin Chúa. Từ đó đến nay thì cuộc đời tôi được thay đổi. Đúng là Chúa mở lòng của mình. Một người muốn làm chứng về Chúa cho người khác thì chúng ta luôn luôn cầu nguyện Chúa, ôi Chúa mở lòng của con thế nào, thì chính Chúa Ngài cũng mở lòng, mở lòng của thân hữu thế ấy. Và thứ tư nữa đó là mở nhà. Chúng ta nhìn câu cuối ở trong Kinh Thánh đó, đó là gì? Nếu quý ông nhìn nhận rằng chúng tôi là người trung tín với Chúa thì xin mời quý ông vô nhà của tôi. Rồi bà ép người mời vào, vô nhà của tôi. Thế nên chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa có nhiều cách khác nhau để cho chúng ta được từng trải về điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua trang của chúng ta để chúng ta tiếp tục cái bài lời chứng các cá nhân của chúng ta. Cái lời chứng cá nhân, lời chứng có nghĩa là một kinh nghiệm riêng tư của một người chúng ta về sự sống ở đời hay là về sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Mà chúng ta nói về sự sống ở đời có khi họ cũng khó hiểu nữa. Về một cái phước hạnh đặc biệt, lời chứng là một cái kinh nghiệm riêng tư về một cái phước hạnh đặc biệt của cuộc đời, một cái kinh nghiệm lâu dài ở trong linh hồn của mình
mình có thể nói như vậy. Mình có cái lời chứng này để làm gì? Để bày tỏ rằng là Đức Chúa Trời có thật chứ không phải là vô thần. Và Chúa Ngài có biến đổi con người, trong đó mình là cái dấu hiệu của sự biến đổi trước tiên. Thứ nhì, lời Chúa, khi chúng ta trình bày như vậy thì cái lời chứng này ngăn ngừa sự chống đối. Đó là không ai có thể biết chắc rằng mình có sự sống đời đời. Ở trong bài học có cho chúng ta biết cái câu đó. Vì vậy là một cái kinh nghiệm riêng tư của mỗi người chúng ta về sự sống đời đời. Chúng ta viết chữ kinh nghiệm. Kinh nghiệm riêng tư của cá nhân chúng ta về sự sống đời đời. Lời chứng đây là một công cụ đầu tiên. Công cụ đầu tiên. Rồi, nó được dùng trong thời điểm nào? Dùng ở trong thời điểm đó là gì? Đầu tiên mà một người tín hữu cần phải có để trở nên một chứng nhân hiệu quả. Tôi đọc lại câu này. Lời chứng cá nhân là một công cụ đầu tiên mà một cơ đốc nhân cần phải có để trở nên một chứng nhân hiệu quả. Chúng ta không thể nào mà nói một cách sơ sơ, cũng không thể nào nói những cái gì thuộc về thiên đàng mà dưới đất này chưa có, nên nó phải có thật. Từ đây, mỗi chúng ta đều có một cái kinh nghiệm về chính mình hơn bất cứ một cái phương tiện, một lĩnh vực nào khác về vấn đề phúc âm. Chúng ta có kinh nghiệm về điều này vì Chúa đã giải cứu chúng ta như thế nào. Thứ nhì là mình sẽ thấy rất là quen thuộc và dễ dàng chia sẻ một cái lời chứng cá nhân, rất là dễ dàng. Thứ ba, nếu như mà mình chưa có một lời chứng cá nhân cho mình thì mình phải nhờ một người khác giúp đỡ cho mình để có được cái điều này. Nếu như trong vòng của chúng ta đây mà còn nghi ngờ, không biết mình đã được cứu hay chưa, mình có sự sống đời đời hay chưa, thì qua cái lớp học này chúng ta có thể xác định lại. Đó là qua một cái lớp học do một sư Toàn tổ chức, do một sư Phước chia sẻ, tôi nhận biết rằng tôi có sự sống đời đời và tôi đã trân trọng tiếp nhận cái điều đó cho riêng mình. Thì đây là một cái cách của bài học hướng dẫn. Nếu chúng ta chưa biết mình tin Chúa lúc nào, chưa biết được ai hướng dẫn, hay là tôi tin Chúa từ trong bụng mẹ, thì chính trong cái thời điểm nào đó chúng ta có thể biết được mình tin Chúa và mình có sự sống đời đời. Phần thứ ba của chúng ta, lời chứng cá nhân. Đó là lời chứng cá nhân được sử dụng trước các câu hỏi chẩn đoán. Trong các anh chị chúng ta đã được một sư Phước đề nghị, một sư Toàn cũng khích lệ chúng ta, đó là thuộc lòng hai câu hỏi chẩn đoán. Câu hỏi thứ nhất, đó là bạn có biết chắc một ngày nào đó bạn được vào thiên đàng để ở với Chúa không? Hay là bạn đang tìm hiểu? Câu hỏi chẩn đoán thứ hai, đó là đứng trước cửa thiên đàng mà Đức Chúa Trời ra hỏi, một nét mặt ân cần, ôn tồn và hỏi chính mỗi người: con, lý do nào để ta cho con vào thiên đàng với ta? Thế thì bạn trả lời với Chúa như thế nào? Và đừng bao giờ nói hai câu này nếu như chúng ta chưa chia sẻ lời chứng cá nhân cho thân hữu của chúng ta. Vì lời chứng cá nhân đó là nó từ làm cái bản lề để đi vào hai câu hỏi chẩn đoán. Chúng ta có thể lấy cây viết và gạch dưới ở trong cái quyển bài học của chúng ta những cái chữ ý quan trọng về điều này. Đó là bạn sẽ trình bày phúc âm ngay sau các câu hỏi chẩn đoán. Xin gạch dưới, ngay sau các câu hỏi chẩn đoán. Vì vậy đừng đề cập đến phúc âm trong lời chứng cá nhân. Có nhiều người chống đối tôi về việc này. Đi làm chứng về Chúa mà không cho nói đến phúc âm thì làm sao mà làm chứng? Tôi có giải thích, chúng ta có quyền làm chứng, nhưng mà chúng ta làm chứng trong cái thời điểm là sau khi mình nói ra lời chứng cá nhân. Chúng ta để ý, hãy gì? Hãy cẩn thận đừng tiết lộ câu trả lời của câu hỏi chẩn đoán thứ hai ở trong lời chứng. Nếu không thì thân hữu họ sẽ trả lời một cách rất là máy móc, hay là họ sẽ trả lời như là một con vẹt. Như anh đã nói đó, thì tôi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình.
trong đời chính cá nhân mình nói là sở dĩ tôi có được sự sống đời đời vì cớ tôi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì á cái thân hữu mà bén á họ lặp lại cái câu nói của chúng ta, kể như là chúng ta phá sản ở trong cái cây cầu để mà đưa họ đến với phúc âm. Từ đó chúng ta thấy rằng trong cái lời chứng cá nhân của chúng ta nó là một cái kinh nghiệm rất là rõ ràng. Bây giờ xin quý vị vui lòng lấy tờ giấy và cây cây viết. Quý vị viết một số điều như sau. Viết, viết ngay bây giờ luôn. Đó là tôi được sinh ra. Mình viết tờ giới thiệu đó. Tôi được sinh ra và lớn lên ở tại tỉnh thành nào đó. À, chúng ta biết rồi, tỉnh thành nào đó. Trong một gia đình có bao nhiêu anh chị em? Rồi cuộc sống á, khó khăn hay là dễ dãi, thượng lưu hay là bần nông, dễ dãi hay là khó khăn, mình có thể biết cái tâm trạng của mình trong ấy đó. Tôi nhớ lại mình được sinh ra và lớn lên ở tại đâu đó trong một cái gia đình nào đó, vân vân. Ví dụ như tôi là Trần Thế Thiên Phước đây, tôi được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình văn hóa của miền Bắc. Ba tôi người Thái Bình, mẹ tôi người Hải Phòng. Gia đình chúng tôi thuộc về dạng ăn vừa đủ, thỉnh thoảng có thiếu một chút. Vì ba tôi thì làm công sở bên ngành bưu điện, mẹ tôi thì là liên quan đến nội trợ và thỉnh thoảng thì đi dạy những cái lớp học cho những người mù chữ. Anh em chúng tôi khá đông, gồm có tới 9 người. Gia đình di chuyển và sống ở tại Đà Lạt. Lúc bấy giờ thì tôi đi học từ tiểu học cho đến trung học. Đó, phần đầu tiên thì mình giới thiệu vắn tắt như vậy. Tôi muốn dành một vài phút, tôi không nói gì hết, và tôi muốn quý vị hãy viết một cái lời giới thiệu về chính mình và đối diện với mình là một thân hữu. Sau đó thì tôi sẽ mời một người trong phòng học của chúng ta sẽ đọc lại cái lời chứng đó lên, cái lời tự giới thiệu đó cho mọi người trong lớp mình cùng nghe. Tôi xin phép được dừng vài phút tại nơi đây để chờ đợi quý vị nhé. Xin quý vị hãy viết đi ạ. Viết lời giới thiệu tự chứng về chính mình. Chào lớp học, chúng ta tiếp tục. Biết được chưa?
Bây giờ tôi mời người Hải Phòng viết cái lời và đọc cái lời chứng cá nhân lên cho mọi người cùng nghe. Người Hải Phòng đã mất rồi. Dạ, dạ em đây ạ. Rồi đọc đi. Tôi sinh ra và lớn lên tại đâu? Xin bắt đầu. Vâng, tôi xin nói về trong làm chứng về đời sống của tôi ạ. Tôi sinh năm ngày 24 tháng 4 năm 1967. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng. Và tôi tin Chúa vào ngày vào lúc 10 giờ đêm, 22 giờ đêm ngày mùng 6 tháng 12 năm 2009 và bắt tem vào lúc 3 giờ chiều ngày 24 tháng 4 năm 2010 ạ. Tôi tin Chúa năm nay là 75, tôi tin Chúa qua đời sống của người em gái của tôi là Chúa giải cứu cô ấy nghiện ma túy 12 năm. Qua đó tôi nhìn thấy Chúa có thật và tôi đã theo đến hội thánh để tiếp nhận Chúa, chứ không ai làm chứng cho tôi về sự sống về đời của Chúa, nhưng mà Chúa làm cái việc đó qua đời sống người em gái tôi và tôi đã theo hội thánh. Dạ. Cảm ơn cô. Cô ơi, cô nghe cô đừng giận một xu nha. Tôi cho cô 10 điểm mà tôi lấy lại cái số 1 mất á. Dạ, vì ở đây là cô đang làm chứng cho thân hữu. Cô nên nói như thế này. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Tôi hoàn toàn không biết gì về sự sống đời đời cả, nhưng qua một cái cơ hội tôi thấy đời sống của em gái của tôi trong một cái thời kỳ nghiện ngập, nhưng rồi nó có một cái sự kiện xảy ra trong đời sống của cô đó và cô đó được thay đổi. Cô tìm hiểu và cuối cùng tôi đã đi đến được cái chỗ mà cô đó đã được một người hướng dẫn và tôi cũng đã được hiểu điều đó. Tôi đã mở lòng ra để tiếp nhận sự sống đời đời. Tôi nhớ lại đó là năm tôi 30 tuổi là đủ rồi. Cô nói cho thân hữu. Chứ còn cô nói cái phần đầu đó, cô nói cho mục sư Nguyễn Hữu mà, cô nói cho mục sư Nguyễn Phạm Bá Toàn nghe không, chứ còn cô nói cho thân hữu hay là cô nói cho ông bí thư của thành phố Hải Phòng là ông lắc đầu, ông nói ô cô nói cái gì đấy không hiểu tin Chúa là bóc tem là này kia. Cho nên cô ơi, cô ghi điểm 10 rồi cô lấy lại cái số 1 cho tôi nha. Dạ. Rồi bài học kinh nghiệm ạ. Mục sư Toàn có đây không ạ? Mục sư Toàn chấm điểm giúp nha. Rồi. Vâng ạ. Vâng. Rồi chúng ta đi tiếp. Lời chứng cá nhân là một cái lời mình viết, nó mang tính cách nhẹ nhàng, không có lộ đề, không có nói về Chúa, không có gì hết đó, giấu bằng bạc. Cho đến khi mà sau khi đặt hai câu hỏi chẩn đoán xong, mình vô cái phần phúc âm á, rồi mình mới nói về sự sống đời đời. Bây giờ chúng ta vô trong bài học. Chúng ta nhấn mạnh đến các mặt tích cực, nhấn mạnh đến lợi ích tích cực của một đời sống dư dật hiện tại. Nghĩa là sau khi mình có sự sống đời đời, mình được cái gì? Không phải là được cái giáo đường, nhưng mà tôi từ sự bất an đến sự bình an, từ việc xung đột đến sự hòa bình, từ cái việc sống chèo chống trong sự nghèo đói, bây giờ chúng tôi biết cách quản lý thời giờ và biết cách sử dụng những cái sức khỏe mình có để mà làm việc. Rồi á, thứ nhì đó là chúng ta phải có một cái sự đồng nhất với là thân hữu. Không biết ở ngoài Bắc dùng cái từ đồng nhất nó dễ hiểu hay không, có nghĩa là đồng cảm, nhất trí, thân thiện, gần gũi. Và cái ngôn ngữ của mình á, là cái ngôn ngữ văn hóa của mình, tất cả mọi điều là nó đều đồng cảm với thân hữu. Ví dụ thân hữu là một giáo viên, thân hữu là một doanh nghiệp, thân hữu là một quân đội, thân hữu là một người làm nông, vân vân. Thì chúng ta có một cái khôn khéo. Bài học là sao? Chúng ta xem tới đó là chọn lọc những lời chia sẻ trung thực về chính mình để giúp đỡ cho thân hữu có thể cảm nhận được chính họ qua đời sống của bạn. Khôn khéo chọn lọc những lời chia sẻ trung thực về chính mình, làm sao cho thân hữu có thể thấy được chính họ qua đời sống của mình. Rồi á, lời chứng cụ thể đó, chúng ta tránh những cái từ ngữ có vẻ chuyên biệt và những từ ngữ vô nghĩa đối với người chưa tin Chúa. Từ ngữ vô nghĩa đối với người chưa tin Chúa. Cho nên người Hải Phòng chú ý mấy cái từ đó là gì? Cần cấm, khoanh cái chữ đó vào, khoanh cái chữ đó vào, rồi lần sau sẽ lấy lại điểm 10. Nào là chữ tái sanh, chữ hallelujah, chữ amen, chữ ngợi khen Chúa. Ôi, đất Hải Phòng, đất Hà Nội, số người tin Chúa mà sau này nó cháy dữ lắm.
nói chuyện một tí là cảm ơn Chúa, hallelujah, cháy. Nhưng khi chúng ta làm chứng cho thân hữu thì chúng ta nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ giúp họ điều đó sau khi mà họ tin nhận Chúa thì tốt hơn. Rồi, chúng ta phải tập trung vào cái sự thành tín của Chúa. Tập trung vào cái sự thành tín của Đức Chúa Trời. Trước khi có sự sống đời đời và sau khi có sự sống đời đời. À, chúng ta tập trung vào cái điều đó. Trước khi và sau khi mình có sự sống đời đời. Ví dụ như là trước khi đó tin Chúa, trước khi biết về sự sống đời đời, tôi ghen ghét và xung đột, nhưng sau này thì tôi hòa đồng bình an. Trước kia tôi nhậu nhẹt không hề chán, nhưng mà bây giờ tôi biết nó không lợi ích, tôi đã thay đổi, vân vân. Vì vậy chúng ta tập trung vào cái sự ban cho của Chúa để cho thân hữu biết rằng đó là Đức Chúa Trời, Ngài là có thật đó. Vì nếu như chúng ta đi nhiều những cái chi tiết về tội lỗi thì nó sẽ mất đi cái mục đích chính của mình. Nhưng mà mình nói rằng đó là thật là vui khi tôi nhận được sự sống đời đời của Chúa ban cho và đời sống tôi được thay đổi. Chắc chắn tôi có điều đó. Đó gọi là sự thành tín. Đặc biệt là lời chứng chúng ta chỉ khoảng chừng có 3 phút mà thôi. Bài học cho chúng ta biết rằng chỉ có 3 phút nên trình bày lời chứng trong khoảng 3 phút. Đừng có đi du lịch, đừng có đẩn người ta đi móng cái, đi qua Trung Quốc, về đến thành phố Hồ Chí Minh, xuống Cà Mau rồi trở về Hà Nội. Thì á, nó sẽ dài, nó dở, và cuối cùng á, là nó dừng lại cái cuộc đối thoại chúng ta thì rất là tiếc. Thế nên á, tránh những cái chi tiết mông lung và không có cần thiết. Bây giờ chúng ta trở lại. Đó là mình phải phần 1, đó là mình phải có cái lời giới thiệu về mình, sinh ra và lớn lên tại đâu, và cái phần màu đen đó, cuộc sống của tôi như bao nhiêu người khác mà mình có những cái khó khăn nào, cái tâm trạng của mình có cái buồn gì, bất an, sợ chết, sợ ma, túng quẫn hay là cái gì đó, mình phải kể một cái nỗi niềm của mình cho thân hữu nghe. Có thể thuật lại một cái trận đánh lộn trong lớp học, có thể thuật lại trong một lần đó là mình bị người ta giật hụi, vân vân. Trong cái tâm trạng của mình buồn tức tối vậy đó, nên vắn tắt thôi, mình kể lại cái tâm trạng của mình. Tôi xin chia sẻ cái lời chứng cá nhân của tôi là Trần Thế Thiên Phước cho quý vị nghe. Thưa các bạn, tôi biết quý vị là những người có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng riêng phần của tôi thì được sinh ra trong một gia đình văn hóa người Bắc. Và ba mẹ của tôi thì cũng dạy dỗ tôi những cái nền nếp căn bản về vấn đề lễ nghĩa, và cũng hướng chúng tôi đến cái chỗ đó là sống phải có cái trách nhiệm với gia đình và phải hiếu kính cha mẹ. Tuổi thiếu niên tôi vừa đi làm và phải vừa lại đi học, làm phụ trong vấn đề nông nghiệp, trồng là la ghim với ba mẹ tôi ở tại Vạn Thành. Tôi thấy cái sự chăm chỉ của ba tôi rất phục, nhưng mà dường như hơi khắc nghiệt vì tôi là một thiếu niên vừa phải đi làm mà vừa đi học. Có những cái xung đột của tôi với lại là gia đình. Tôi có một lần đi bơi với bạn tôi ở Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, và lần đó tôi bị đuối nước, xém chết. Thật là hay vì có một người đã giúp đỡ tôi để đem tôi vào bờ. Tôi chợt nhớ lại, sợ quá. Hàng xóm tôi thì có một vài người đi ra chiến trận, rồi nghe tin báo tử, khiêng một cái hòm, phủ một cái lá cờ tổ quốc lên đó, rồi đi ra nghĩa trang. Tôi rất là sợ chết, sợ lắm kìa, không dám nói cùng ai. Rồi một ngày kia, tôi đã tự động bỏ nhà để đi kiếm một việc làm, là làm sửa chữa ô tô. Và trong cái thời gian đó, tôi với gia đình có những khoảng cách rất là lớn. Ba tôi
thì không hiểu lý do, và ông dường như với cái thái độ một chút gia trưởng, cho mày đi cho mày biết. Nhưng mà tôi á thì bày tỏ sự khôn ngoan mình để khen thử là mình sống được không. Lúc bấy giờ thì tôi đã vượt khỏi cái tuổi học trung học và tôi đã vào trong đại học rồi. Thì vào cuối tháng 12 năm 1972 thì một người tên là chị Nguyễn Thị Chung, chị đến và chị tâm sự, chị hướng dẫn và chị nói rằng là em cần phải được thay đổi, em cần phải nhận được một cái quà tặng để chú cho mà chị đang có tại nơi đây, chị muốn chia sẻ với em. Tôi không thích, tôi xung đột, nhưng mà chị nói em rất cần, vì này là một cái giá trị thật mà chị có, chị chia sẻ với em. Cuối cùng thì chị hướng dẫn tôi tiếp nhận cái tặng phẩm sự sống đời đời vào cuối tháng 12 năm 1972 đó. Thật là lạ lùng. Từ ngày đó đến nay tôi khám phá ra được rằng điều tôi nhận được để giải quyết nỗi bất an, sợ hãi, kể cả sợ chết cho chính mình. Tôi hiểu được giá trị của đời sống và của món quà mà tôi tiếp nhận. Có thể nói rằng mỗi một ngày nó đều có một cái giá trị càng hơn. Sau khi cái biến cố đó xảy ra thì tôi đã trở về với gia đình. Tôi hòa thuận với ba mẹ tôi và các em. Tôi bắt đầu có công việc ổn định. Tôi xây dựng giá trị của đời sống. Và cho đến bây giờ tôi thấy cuộc đời này rất là ý nghĩa vì tôi đã có sự sống đời đời. Thưa các bạn, bây giờ tôi đang chắc chắn, tôi chắc chắn mình đang có một cái phần thưởng phước hạnh. Nếu như một tình huống xấu nhất xảy đến với tôi, kể cả cái việc đó là việc chết, thì tôi cũng không có lo lắng gì, vì biết chắc mình được vào thiên đàng để ở với Chúa. Tôi cũng có cơ hội đi du lịch và đi dạy một cái lớp học đây đó khắp nơi trên thế giới. Mặc dù tôi chưa đi đến Thụy Điển hay là một vài quốc gia của châu Âu, nhưng mà gần đây thì có một cái vụ khủng bố. Đó là một cái tay khủng bố đã lái một cái xe rồi lao thẳng vào một cái chợ đông người và khiến cho một số người qua đời. Tôi tự hỏi nếu như tôi là Trần Thế Thiên Phước, trong cái số người bị xe nó tông vào đó mà tôi chết tại chỗ ở tại Thụy Điển đó, có lẽ với những người khác thì buồn lắm ạ. Nhưng mà riêng với tôi thì tôi biết chắc mình có sự sống đời đời, vì cớ tôi đã có điều đó trong cuộc đời của mình. Đây là tâm trạng và là một sự thật trong cuộc đời của tôi là Trần Thế Thiên Phước. Tôi xin phép hỏi anh, hỏi chị một câu được không ạ? Thế thì thân hữu sẽ nói là yes, anh cứ hỏi. Thì tôi sẽ cúi đầu xuống là thưa ông Toàn, thưa cô Tịnh, thưa anh Đồng, đó là một ngày nào đó anh có biết chắc mình được vào thiên đàng để ở với Chúa không? Hay là anh đang tìm hiểu? Tôi rất là thích nghe cái câu trả lời của anh. Bây giờ tôi đang chờ đây ạ. Xin phép được nghe đây. Đó, thì cái lời kết của cái lời chứng cá nhân là như vậy. Tôi muốn quý vị hãy viết cái lời chứng cá nhân, gửi email cho tôi. Tôi sẽ gọt, sẽ chấm, sẽ sửa giúp cho quý vị. Và xin quý vị đừng có tự ái, vì đây là một lời chứng cá nhân dành cho những người chưa biết về tin lành. Khi tôi đi học cái môn học này, cái lời chứng cá tôi bị sửa đến 4 lần. Bà mục sư Phạm Văn Năm, mục sư Nguyễn Anh Tài, một số các tôi tới Chúa đi học với mục sư Tô Thất Bình thì các huấn luyện viên họ cũng sửa. Vì cớ mình lâu nay quen làm chứng ở trong hội thánh chứ chưa có một cái lời chứng đối với thân hữu. Nên á, tôi mong rằng sau cái bài học số 4 này, xin quý vị đánh mầm cái bài viết, rồi quý vị gửi email cho tôi, hoặc là quý vị viết tay rồi chụp hình gửi bằng email cho tôi, tôi in ra rồi tôi sửa, tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Vì cái bài lời chứng cá nhân này rất là quan trọng. Nó là cái bản lề để mở cái cửa cho người ta cảm thấy thích nghe phúc âm, để chúng ta vô hai câu hỏi chẩn đoán, hoặc là chúng ta chỉ ép họ nghe rồi cuối cùng á, họ chống chúng ta, họ quay lưng với chúng ta mà thôi. Đây là cách làm chứng bài bản mà đã được trải nghiệm trên 212 quốc gia trên thế giới.
nó trải nghiệm trong cuộc đời của tôi với nhà tôi và nhiều anh em, mà chắc chắn là mục sư Toàn đã biết về cái hiệu quả nó như thế nào, nên thì mục sư Toàn mới mở cái phòng này và cho chúng ta được học chung với nhau lời Chúa về chứng đạo sâu rộng đấy. Nên thì bây giờ xin phép lớp trưởng, mọi người chúng ta tạm dừng tại nơi đây để mọi người có thể nghỉ một tí, rồi sau trong thời gian này quý vị có thể viết cái lời chứng cá nhân. Ở trong cái bài mẫu của chúng ta thì nó cũng có cái phần hướng dẫn mẫu, và viết trong khoảng chừng 3 phút thôi. Phần 1 là cuộc sống của chúng ta trước khi tiếp nhận sự sống đời đời. Thứ nhì, đó là chúng ta nói đến thời gian nào chúng ta được nghe và chúng ta đã tiếp nhận sự sống đời đời do một người nào đó giúp đỡ. Thứ ba, đó là chúng ta nhận được cái điều gì đó từ khi mình có sự sống đời đời cho đến nay, một câu chuyện minh họa. Và thứ tư, đó là chúng ta kết thúc bằng một cái sự xác định: tôi biết chắc tôi có sự sống đời đời, và bây giờ tôi xin phép hỏi anh một câu và hỏi câu hỏi chẩn đoán thứ nhất. Quý vị nghe rõ không ạ? Xin phép quý vị cố gắng một tí. Chúng ta dầu xa nhau nửa trái đất nhưng mà chúng ta vẫn hiệp tác với nhau để mà có thể học cho thuộc cái dàn bài phúc âm này, và chúng ta có một cái dòng chảy rất là trơn tru để có thể đi vào lòng của người nghe. Mở đất, mở miệng, mở lòng và mở nhà. Xin Chúa ban phước cho quý vị ở trong cái bài 4 này. Chúng ta sẽ nghỉ 10 phút và mình vô trong bài 5, là bài rất là quan trọng. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen. Cảm ơn mục sư. Dạ. Tuyết đó hả? Dạ không phải, con Tuấn ạ. À, Tuấn ở bên Nga hả? Dạ con ở Hoa Kỳ mục sư ạ. Ở Hoa Kỳ. Dạ. Rồi chú xin chào bên Tuấn nha. Dạ anh Tuấn là ông xã của con đó mục sư. Ôi vậy hả? Dạ. Chồng cùng ngồi học luôn hả? Dạ đang nghe. Dạ. Chắc là đất Mỹ sắp phấn hưng, là cả hai vợ chồng đều để dành thì giờ. Người Mỹ bận rộn nhất mà ngồi học chứng đạo là hay lắm à. Chú kêu gọi mục sư, không từ chối được. Dạ, mục sư nói nghe có rõ không? Dạ nghe rõ mục sư. Rồi. Dạ. Tương đương chút nha. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi 10 phút. Rồi. Đồng thấy sáng sủa dễ thương này, chưa có yêu ai hả? Có lên sao ba lần nào chưa? Có yêu lần nào chưa? Mà đồng ơi, mà đồng tắt của mục sư chút xíu đi hả? Đang yêu. Người đó có tin Chúa không? Tin Chúa thật hay là tin Chúa cái kiểu mà chào mục sư Minh nha. Mời đồng ơi, mời đồng tắt của mục sư Phước chút đi, để cho mục sư thông công với mọi người bên kia. Mục sư Minh có nghe rõ không? Mời đồng ơi, mời đồng nghe được không ạ? Hello. Alo. Mày đồng ơi, mày đồng nghe được không ạ? Nếu mà con đi Campuchia thì con đi khoảng. Alo. Mày đồng ơi. Ủa. Cái đường thì con sẽ đi dài. Nhưng mà có vấn đề là no, một tháng con phải về Campuchia rồi, có Campuchia để con làm passport, làm visa. Mày đồng ơi. Alo mày đồng ơi. Mày đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Mày đâu không nghe được không ạ? Hello? Hello? Và đa số những người không biết được tiếng Anh mà qua đó thời gian là sẽ nói tiếng Anh. Rồi con có ăn uống mà trở nên người hồng chứ không? Ăn uống của con nóng bỏng vào năm 2010 và không làm cái chúa nên mất được.
tại không phải lo, nó nói lo cho em không học. Có một cô cũng nói là con nói tâm tình của con thì con nói là con sẽ giúp. Con nói là trời con 3 năm thì em không học được. Khi sau 3 năm thì em ra trường xong bắt đầu rồi. Đang nói là những pháp lần của Chúa mình hứa mất mình nhiên lại nhé. Thật ra nó phải có một bước sau đây, nhưng mà thật ra theo như một sự cảm nhận nha, hiện nay cái điều con đang có là có sức khỏe nè, rồi tâm tình vẫn có. Mày đâu ngoài, mày đâu nghe được không anh? Rồi đã được chứ, đang bị đi rồi. Mày đâu ngoài? Ô ngại thôi. Rồi có cái tấm lòng. Ờ mày đâu? Có. Có hả? Tắt của một sư Phước chút đi. Ok. À. Anh đã ông sẽ cảm nhận con ví dụ 2007 2017 nha. Được để nghe. Không, nhiều khi một sư nói chuyện riêng tư thì sao? Nguy hiểm lắm. Đâu biết mọi người đang nghe. Vâng, anh em uống cà phê đi. Uống cà phê gì vừa. Cà phê và pháo cho tỉnh táo. Mọi người làm vội nói chuyện nhau đi. Đến chút xíu nữa đâu có cơ hội nói chuyện. Sợ tranh thủ ăn cơm. Ê, tranh thủ đi ngủ một chút rồi. Ở Mục Sư Minh đó, mới đang mở của máy Mục Sư Minh, để Mục Sư Minh nghe được không ạ? Chắc nghe được, Mục Sư Minh nghe được. Mục Sư Minh ở đâu vậy? Hà Nội, nguyên Hà Nội. Mục Sư nói mà không nghe đó. Mục Sư nghe được không ạ? Kính chào Mục Sư Minh ạ. Mục Sư Minh ở Hà Nội ạ. À vâng ạ. Hà Nội, Mục Sư ạ. Vâng. Em Tuấn à, Tuấn đây. Chứ không phải Mục Sư. À âm thanh chưa được rõ lắm Mục Sư ạ. Vâng. Rồi Mục Sư Phước đang nghỉ có khoảng 5 phút nữa Mục Sư vào trở lại. À Mục Sư vâng, cảm ơn Chúa vâng. Dạ. Mình đang học cái chương trình chứng đạo sâu rộng mà Mục Sư Phước ông hướng dẫn mình. À vâng. Mục Sư Minh ở chỗ nào Hà Nội ạ? Mục Sư Minh ở chỗ nào Hà Nội? Hôm gặp Mục Sư Toàn rồi đấy, hôm ở trên. Gặp ở đâu? Hôm gặp cả ấy đúng không? Cả chị Tuyết ở trên đợt gặp với cả ấy đấy. Thế à, đông quá chẳng nhớ. Ồ, chỗ kỳ rồi đứng ra đó phải không? Đúng rồi. Ở chỗ mình họp mình đi ăn lộn chỗ đúng không? Em không đi ăn nên không biết, nhưng mà chắc là mình có đi ăn rồi biết lộn chỗ, biết là đúng không đấy rồi. Quên coi trên mạng có anh em có anh chị em nào có theo dõi trên mạng không?
Mục sư Minh có thể mở mic nói chuyện anh Nam được không sư? Lúc nào mục sư Phước dậy thì lúc nào ông mục sư vào dậy thì mình ấy đang có mấy phút thông công. Đông ơi, Việt Nam ăn cơm chưa chưa Đông ơi? Chưa, chưa nấu. Cơm chưa nấu. Quá, không để chị gửi về này. Chị gửi đi. Được rồi đấy, hôm nay có rau xào nhá. Vâng, cứ rau muống luộc là được chị ạ. Không, chị không luộc rau muống đâu. Ở bên nước Nga, nước rau muống đắt lắm. Nếu mà mua một cân rau muống thì phải mua được ở nhà được một gánh lăng. Nên là không có rau muống. Thế thì để em buôn rau muống sang đây bán đấy. Rau muống thì có nhưng mà đắt lắm. Chị đang nấu ăn hơi bị ồn. Mày đông nghe được không? Nghe được, nghe được chú. Mày đông ơi, gửi cho mình cái bài 4 này đi, cái bài 4 này này chưa thấy có này, có bài 3 đi, bài 3 này, bài này. Vâng, chú nhắn cái... chú nhắn cái mail, chú nhắn cái mail chú gửi cho. À, cái mail tưởng là tuyết biết rồi đấy. À rồi tiếp tiếp gửi. Trong đền Vũ 1962 đấy. Rồi đây cho xem này rồi. Ok, tí cho gửi cho. Nhá. Chú mới vào đúng không? Không, vào từ sáng đấy nhưng mà vẫn nghe được rồi, vẫn nghe mà chỉ để nghe thôi chứ chưa theo dõi được, có biết cùng một cái dàn bài. Ok. Chị Tám chưa đi làm? Mai nào? Chị chưa, chị đang nấu cơm. Bây giờ ở bên này còn sớm mà, chị mới dậy thì chị nấu ăn. Ở bên này mới có 7 rưỡi thôi. 7 giờ 27. Chị phải khoảng nửa tiếng nữa thì mới cơm nước xong. Đi làm muộn thế. Ừ, tất nhiên là muộn rồi, nhưng mà biết làm sao được, mình phải mang cơm đi làm. Chứ không có tiền để ăn quán bẩn lắm, không làm ăn. Thế nên là mình phải tự, nếu mà không nấu cơm thì sẽ đi sớm hơn. Nhưng mình phải nấu cơm, mình ăn sáng không? Một cơm nó phải dậy, trên 7 rưỡi nó phải dậy rồi à? Thực ra là nó chỉ muộn. Nhưng mà không sao. Em đi làm em cũng có dám ăn uống gì ngoài chợ đâu, em chỉ uống nước lọc thôi. Rồi chị xem ở mạng thì thấy bẩn lắm Đông ơi, mình cũng không phải là kêu các gì đâu, nhưng mà nếu cho mình cái spoon ngoan, mình mua đồ về nhà mình nấu, mình làm cho tự tay mình làm sạch sẽ gọn gàng mình ăn, chứ không có ăn ở ngoài chợ bây giờ kinh lắm, bẩn lắm, mình đừng có ăn nữa, mua về nhà để nấu ăn.